điều tra vụ bệnh nhân tử vong tại nhà kho rác thải của trung tâm y tế. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ảnh hưởng các tỉnh miền Trung từ tối nay. Kẻ sát hại người phụ nữ ở Hưng Yên có ý định giết cả nhà nạn nhân. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị 3 cơ chế thu phí điều trị COVID-19 cho bệnh viện tư. Lãnh đạo Bộ Tứ sẽ phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ-Pháp làm lành sau khủng hoảng ngoại giao vì thỏa thuận tàu ngầm. Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe để quý vị khán giả đã luôn quan tâm, đồng hành cùng tin tức 24 giờ. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Điều tra vụ bệnh nhân tử vong tại nhà kho rác thải của Trung tâm Y tế. Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của ông Phan Văn Minh. Ngày 22 tháng 9, ông Minh được phát hiện tử vong tại nhà kho để rác thải của Trung tâm Y tế huyện Kim Thành. Theo báo cáo của cơ sở y tế này, chiều ngày 17 tháng 9, bệnh nhân Minh nhập viện tại khoa ngoại. Sau khi chẩn đoán sơ bộ bị viêm ruột thừa, bệnh nhân được theo dõi và điều trị tại phòng 245. Người này có tình trạng sức khỏe tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không nôn, thân nhiệt từ 37 đến 37,5 độ C. Khuya ngày 19 tháng 9, bác sĩ kiểm tra buồng bệnh nhân vẫn có mặt tại phòng trong tình trạng đỡ đau bụng. Đến rạng sáng hôm sau, nhân viên y tế phát hiện bệnh nhân không có mặt tại phòng. Sự việc được thông báo đến người nhà và y bác sĩ, lãnh đạo trung tâm để phối hợp tìm kiếm nhưng không thấy. Đến 8 giờ ngày 22 tháng 9, nhân viên y tế phát hiện có mùi lạ tại khu vực nhà vệ sinh từ tầng 1 đến tầng 3 nhà B nên đi tìm kiếm xung quanh. Qua lỗ thông hơi từ nhà kho rác thải y tế, họ phát hiện thi thể nạn nhân. Còn theo người nhà của bệnh nhân, trước khi nhập viện, ông Minh vẫn đi làm bình thường, không có biểu hiện bất thường về tâm lý, không có mâu thuẫn với ai. Ngày 20 tháng 9, vợ ông Minh về nhà để giải quyết công việc và lấy thêm đồ đạc, quay trở lại bệnh viện vào ngày hôm sau. Bà không thấy chồng đâu nên báo bệnh viện để tìm kiếm. Thời điểm này, camera an ninh của bệnh viện đang bị lỗi, không hoạt động. Đến ngày 22 tháng 9, ông Minh được tìm thấy tại vị trí trên nhưng đã tử vong trong tư thế nằm ngửa, bị một số túi rác đè lên người. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong tử thi, bàn giao thi thể cho gia đình mai táng. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ảnh hưởng các tỉnh miền Trung từ tối nay. Vào 4 giờ sáng nay 23 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Phú Yên khoảng 330 km, cách bờ biển Bình Định khoảng 340 km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 560 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, từ 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 4 giờ ngày 24 tháng 9, tâm bão trên vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, cách huyện đảo Lý Sơn 30 km, cách Quy Nhơn 150 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Theo ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ trong thời gian ngắn, cấp độ cảnh báo cho cơn áp thấp nhiệt đới này đã tăng lên, xác suất có thể mạnh lên thành bão khoảng 55%. Đây là cơn áp thấp nhiệt đới có mức độ nguy hiểm cao do di chuyển rất nhanh, ngay gần bờ, có đĩa mây rất rộng, vì thế có thể gây ảnh hưởng đến đất liền ngay từ chiều đến đêm 23 tháng 9. Từ chiều 23 tháng 9, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Bình Định, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Kẻ sát hại người phụ nữ ở Hưng Yên có ý định giết cả nhà nạn nhân. Ngày 22 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Hùng, sinh năm 1965, trú tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, về hành vi giết người. Trước đó, như báo Công an Nhân dân đã đưa tin, trưa ngày 19 tháng 9, người dân khu vực đường Bãi Sậy, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, bàng hoàng phát hiện bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1955, tử vong trước vỉa hè nhà mình. Nhận được tin báo qua xác minh ban đầu, xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Công an tỉnh Hưng Yên và cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm là Trần Văn Hùng. Hùng là đối tượng có tiền án về tội giết người. Tại cơ quan điều tra, Hùng bước đầu khai nhận nguyên nhân việc sát hại bà Hát là do có mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu ở nhà con trai của nạn nhân. Vì vậy, sau khi về nhà, đối tượng đã có ý định giết cả nhà nạn nhân để trả thù. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị 3 cơ chế thu phí điều trị COVID-19 cho bệnh viện tư.
Ngày 22 tháng 9, Phó giáo sư tiến sĩ Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ký văn bản số 6819 gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế tư nhân trong dịch COVID-19. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trước đó thành phố đã có văn bản trình Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc chi trả chi phí cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong khi chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cho các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tham gia phòng chống dịch được hưởng một số cơ chế thu phí trong điều trị COVID-19 như sau: chi phí điều trị COVID-19, ngân sách nhà nước thanh toán theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh, bệnh viện không được thu thêm tiền của người bệnh; chi phí vật tư tiêu hao chưa được kết cấu vào giá dịch vụ kỹ thuật và thuốc điều trị COVID-19; ngân sách nhà nước thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng với giá thanh toán theo kết quả đấu thầu nhưng không cao hơn mức mà cơ quan bảo hiểm xã hội đang thanh toán cho đơn vị; chi phí phục vụ khác theo yêu cầu ngoài phạm vi chi trả của ngân sách nhà nước; cơ sở y tế tư nhân được thu tiền người bệnh theo mức giá thỏa thuận giữa bệnh viện và người bệnh nhưng không được vượt quá mức giá mà bệnh viện đã kê khai với cơ sở y tế. Bình Dương ghi nhận số ca COVID-19 gia tăng ở vùng xanh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương, trong ngày 22 tháng 9, tỉnh ghi nhận 3.599 ca mắc mới COVID-19, phần lớn nằm trong khu phong tỏa. Tuy nhiên, hiện số ca mắc mới được ghi nhận tại những vùng xanh đang gia tăng đáng kể. Riêng ngày 6 tháng 9, huyện thị vùng xanh trên địa bàn tỉnh trong ngày đã phát sinh thêm 1.214 ca mắc mới. Các vùng xanh gồm thị xã Bến Cát ghi nhận 552 ca, kế đến là huyện Bầu Bàng 367 ca, thành phố vùng xanh Thủ Dầu Một 214 ca. Trong khi đó, một số vùng đỏ thuộc thị xã Tân Uyên ghi nhận 1.029 ca, thành phố Dị An 727 ca. Tính từ đợt dịch thứ tư, Bình Dương ghi nhận 186.913 ca mắc COVID-19, 1.761 bệnh nhân tử vong. Theo báo cáo của Sở Y tế, cùng ngày 22 tháng 9, tỉnh có thêm 3.967 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ tư lên 154.545 người. Các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang điều trị 42.530 bệnh nhân. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương diễn ra ngày 22 tháng 9, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương tập trung các phương án thực hiện xét nghiệm để phát hiện sớm F0 trong cộng đồng, quản lý phù hợp, điều trị hiệu quả. Các địa phương thống nhất với quyết tâm thực hiện tổng lực các giải pháp xét nghiệm hoàn thành trong 5 ngày tới, nhằm đến ngày 30 tháng 9 đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới hoàn toàn và không còn vùng đỏ nào. Hám lợi 20 triệu đồng, hai cha con lĩnh 40 năm tù. Ngày 22 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo, Lô Phò Loan 38 tuổi, Lầu Giống Mà 56 tuổi và con trai là Lầu Báo Vừ 25 tuổi cùng chú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 12 năm 2020, Lô Phò Ngoan được một người đặt mua một bánh heroin với giá 120 triệu đồng. Người này hứa xong việc sẽ cho Loan từ 2 đến 5 triệu đồng. Để có hàng bán cho khách, giữa tháng 1 năm 2021, Loan liên hệ với Lầu Giống Mà tìm mua một bánh heroin và được báo giá 100 triệu đồng. Lầu Giống Mà đã nhờ con trai là Lầu Báo Vừ tìm mua ma túy của một người Lào, nếu thành công sẽ bỏ túi 20 triệu đồng. Ngày 25 tháng 1 năm 2021, khi cả ba đi đến khu vực khe suối thuộc xã Na Ngoi để gặp khách mua ma túy, khi vừa đang mở ma túy ra xem thì bị công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ là một bánh heroin, khối lượng 350 gram. Lợi dụng sơ hở, người mua ma túy đã nhanh chân bỏ chạy. Tại phiên tòa, hai cha con Mà và Vừ khai nhận vì hám lợi nên đã rủ nhau buôn ma túy. Xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt 3 bị cáo, Lô Phò Loan, Lầu Giống Mà, Lầu Báo Vừ, mỗi bị cáo 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bình Phước phát hiện xe luồng xanh vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ngày 23 tháng 9, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Công an thành phố Đồng Xoài đang tiến hành xác minh làm rõ lô hàng gồm 100 thùng bánh ngọt và đồ ăn nhanh các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, được vận chuyển trên chiếc xe tải chạy luồng xanh từ Hà Nội và Bình Phước. Trước đó vào khuya 21 tháng 9, tổ công tác của Công an thành phố Đồng Xoài tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài đã phát hiện chiếc xe tải biển kiểm soát 29H70485 do lái xe Nguyễn Anh Dũng, 40 tuổi, trú huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một số hàng hóa trên xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa chiếc xe tải về cơ quan công an để làm việc. Toàn bộ số hàng hóa trên xe gồm có hàng điện máy, thuốc tây, sữa, bánh ngọt và đồ ăn nhanh. Riêng số bánh ngọt và đồ ăn nhanh gồm bắp, bánh ruốc, bánh sữa chua, bánh bông lan có số lượng 100 thùng, bên ngoài in chữ Trung Quốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lái xe Nguyễn Anh Dũng khai nhận, toàn bộ số hàng trên xe được vận chuyển từ Hà Nội vào cho ba chủ hàng tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Bình Dương. Chủ lô hàng 100 thùng bánh ngọt và đồ ăn nhanh các loại là bà Bùi Như Huế. Cơ quan công an đã mời bà Huế đến làm việc,
Bà Huế không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng này. Triệu tập nhóm thanh niên say rượu chặn đánh người đi đường. Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, ngày 22 tháng 9, Công an huyện Quang Bình vừa tiến hành triệu tập nhóm đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời thu giữ tăng vật gồm hai tuyếp sắt dài 76 cm, một con dao tông hàn ống tuyếp sắt dài 73 cm. Trước đó vào khoảng 23 giờ 30 đêm 20 tháng 9, tại km 24 cộng 500 tỉnh lộ 183 thuộc thôn Trung, xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, người dân phát hiện một nam giới nằm bất tỉnh bên lề đường, trên người có nhiều vết thương. Người dân đã báo chính quyền địa phương và đưa người bị nạn đi cấp cứu tại bệnh viện, tiến hành xác minh nhân thân. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là LDT, sinh năm 1989, trú tại thôn Tông Mộ, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra Công an huyện Quang Bình đã tiến hành xác minh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi gây thương tích cho anh LDT. Quá trình điều tra cho thấy nhóm đối tượng có hành vi côn đồ trên gồm có 5 thiếu niên trong độ tuổi từ 17 đến 18 tuổi là người địa phương. Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Hoàng Văn Cảnh sinh năm 2003, Hoàng Văn Biển sinh năm 2004, Hoàng Văn Hiệp sinh năm 2003, Tăng Văn Tín sinh năm 2004 và Hoàng Văn Cây sinh năm 2004 để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận do say rượu nên đã mang dao, gậy đi gây rối trật tự công cộng, gặp anh LDT đang lưu thông trên đường. Năm thiếu niên đã dừng xe và tấn công, khiến anh T bất tỉnh nhân sự. Các đối tượng đều khẳng định không có quan hệ và mâu thuẫn gì với người bị hại. Tại anh LDT đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Lãnh đạo Bộ Tứ sẽ phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Lãnh đạo bốn nước Bộ Tứ được cho là sẽ phản đối các nỗ lực của Trung Quốc nhằm làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông khi họ gặp thượng đỉnh ở Washington, Mỹ vào tuần này. Theo các nguồn tin, một bản nháp tuyên bố chung của các lãnh đạo dường như đã sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ hơn mức bình thường trước đó liên quan tới tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tuyên bố này được cho là sẽ phản đối những thách thức gây ảnh hưởng tới trật tự dựa trên nguyên tắc ở các khu vực trên. Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9, sẽ là sự kiện họp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Mỹ cho biết sự kiện sẽ mang tới một cơ hội để củng cố quan hệ, thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở cửa. Tại hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ hồi tháng 3, các nhà lãnh đạo đã đồng ý tìm cách để đối phó với việc Trung Quốc gia tăng hoạt động xây dựng quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, với hàng loạt mâu thuẫn xoay quanh nhiều vấn đề từ Hồng Kông, Đài Loan, Biển Đông, Tân Cương cho tới chiến tranh thương mại, vấn đề sở hữu trí tuệ. Mỹ-Pháp làm lành sau khủng hoảng ngoại giao vì thỏa thuận tàu ngầm. Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 22 tháng 9 cho biết, đại sứ nước này tại Mỹ sẽ trở lại Washington từ tuần sau, Reuters đưa tin. Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Biden và Tổng thống Macron điện đàm. Khi điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí việc tiến hành tham vấn nghiêm túc giữa các đồng minh trước mỗi bước đi quan trọng nhằm tái xây dựng lòng tin. Tổng thống Biden cũng thừa nhận xung đột giữa Washington và Paris có thể được ngăn chặn nếu Mỹ tham vấn Pháp trước khi công bố thỏa thuận liên minh AUKUS với Australia và Anh. Washington cũng cam kết tăng cường sự ủng hộ đối với các hoạt động chống khủng bố do Liên minh châu Âu dẫn dắt ở khu vực Sahel, châu Phi. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Pháp dự kiến gặp nhau tại châu Âu vào cuối tháng 10. Pháp triệu hồi đại sứ tại Washington và Canberra hồi cuối tuần trước, sau khi bộ ba Mỹ, Anh và Australia bất ngờ công bố thỏa thuận hợp tác an ninh AUKUS. Theo AUKUS, Mỹ và Anh sẽ giúp Australia phát triển hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, khiến Canberra rút khỏi hợp đồng mua bán tàu ngầm chạy bằng năng lượng diesel ký với Paris trị giá 66 tỷ đô la Mỹ. Việc Washington bất ngờ công bố thỏa thuận này mà không tham vấn các đồng minh châu Âu cũng làm dấy lên làn sóng tranh cãi, chỉ trích từ nhiều nước EU. Liên Hợp Quốc kêu gọi củng cố mạng lưới y tế toàn cầu. Phát biểu tại phiên họp trực tuyến cấp cao bên lề kỳ họp do Mỹ chủ trì nhằm tìm giải pháp ứng phó đại dịch, ông Guterres khẳng định thế giới chỉ có thể củng cố được mạng lưới y tế toàn cầu thông qua những cam kết chính trị bền vững ở cấp cao nhất. Đồng thời, các nước có thu nhập trung bình và thu nhập thấp cũng phải đủ khả năng tự phát triển và tiếp cận các công nghệ y tế mới. Ông Guterres cũng cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO phải được trao quyền nhiều hơn, được cấp nguồn tài chính nhiều hơn để có thể đóng vai trò là cơ quan đầu tàu điều phối nỗ lực ứng phó các tình huống khủng hoảng khẩn cấp. Một lần nữa, ông Guterres lại lên tiếng, kêu gọi thế giới phải sản xuất lượng vaccine lớn gấp đôi hiện có để chương trình vaccine cho người nghèo COVAX có đủ 2,3 tỷ liều phân phối cho khoảng 40% người dân ở các nước từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, tại phiên họp này, lãnh đạo nhiều nước đang phát triển đã lên tiếng chỉ trích tình trạng một số quốc gia giàu có tích trữ vaccine không san sẻ cho các nước khác
đã để ngỏ nguy cơ nhiều chủng virus mới lây lan, chỉ trích cái gọi là chủ nghĩa dân tộc vaccine, rằng không thấy được tinh thần đoàn kết quốc tế trong thời điểm đại dịch xảy đến với toàn cầu. Cũng tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ mua 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 để tặng các nước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng khẳng định sẽ cung cấp khoảng 2 tỷ liều vaccine cho thế giới từ nay đến cuối năm. Máy bay quân sự Nga bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar. Theo TASS, vào 11 giờ 45 trưa ngày 22 tháng 9 giờ Moscow, Trung tâm Quản lý Khủng hoảng thuộc Bộ Khẩn cấp Nga tại Khabarovsk nhận được tin máy bay quân sự AN-26 biến mất khỏi các màn hình radar khi bay qua khu bảo tồn thiên nhiên Kherson. Theo dữ liệu sơ bộ, có 6 người có mặt trên máy bay. Máy bay trên đang tiến hành chuyến bay kỹ thuật, thông cáo của Văn phòng Báo chí Bộ Khẩn cấp Nga cho biết. Việc tìm kiếm rất phức tạp bởi các điều kiện thời tiết không thuận lợi, thông cáo cho biết thêm. Trước đó, hồi đầu tháng 7, một máy bay AN-26 đã gặp nạn tại bán đảo Kamchatka thuộc vùng viễn đông của Nga. Toàn bộ 28 người, gồm 22 hành khách và 6 người thuộc phi hành đoàn có mặt trên máy bay đã thiệt mạng. Campuchia chuẩn bị tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 3, cân nhắc mũi thứ 4. Bộ Y tế Campuchia tối 21 tháng 9 thông báo người dân Campuchia từ 18 tuổi trở lên sẽ được tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường mũi thứ 3 tại các cơ sở y tế công cộng từ ngày 11 tháng 10, bắt đầu triển khai tại thủ đô Phnom Penh. Thông báo cho biết thêm, khoảng thời gian giữa mũi tiêm thứ 2 và mũi tiêm thứ 3 ít nhất là 4 tháng, Campuchia sẽ sử dụng vaccine của công ty Sinovac Trung Quốc để tiêm mũi tăng cường cho người dân. Những người được tiêm mũi tăng cường cần có thẻ tiêm chủng COVID-19, giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ dùng để đăng ký tiêm mũi thứ nhất. Dự kiến 11 trong số 14 quận của thủ đô Phnom Penh sẽ tham gia chiến dịch tiêm mũi tăng cường vào ngày 11 tháng 10. 3 quận còn lại và tỉnh Khanda sẽ triển khai vào ngày 30 tháng 10. Các tỉnh khác tham gia chiến dịch từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 16 tháng 12. Song song đó, Bộ Y tế Campuchia nhắc nhở người dân tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch COVID-19 dù họ đã tiêm mũi tăng cường. Tính đến nay, khoảng 844.000 người, bao gồm nhân viên y tế tuyến đầu, quan chức và người trên 60 tuổi, được tiêm mũi thứ 3 tại Campuchia. Campuchia đã thực hiện 3 chiến dịch tiêm chủng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi. Nước này đã tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 78% tổng dân số 16 triệu người. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật, những tin tức diễn ra trong ngày của tin tức 24 giờ. Mọi ý kiến trái chiều, xin mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này để ban biên tập của chúng tôi kịp thời xử lý và phản hồi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.